Hôm nay 30 tháng 12 năm 2023, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng từ sớm, nền nhiệt tăng nhẹ, cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ, có nơi cao hơn 1 độ. Đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 74 đến 79%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ ẩm 76 đến 81%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió theo hướng đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức nước cao nhất 390 cm vào lúc 3 giờ và mức thấp nhất 100 cm vào lúc 10 giờ 30 phút. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay khá trong lành, chỉ riêng thị xã Phú Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả đo ở mức trung bình với chỉ số chất lượng không khí AQI là 62. Còn lại kết quả quan trắc về bụi khói khí thải tại các địa phương khác trong tỉnh đều cho kết quả tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI từ 33 đến 35.